Chào mọi người nhé, hôm nay thì em về được một ít laptop mới, full book chưa qua sử dụng nhá. Đấy, máy mới nguyên siêu, còn nguyên hộp và nguyên siêu chưa qua sử dụng. Đây là con laptop của Lenovo, Lenovo nhá, dòng ThinkBook nhá. Đấy, máy này vẫn còn nguyên hết tất cả siêu băng keo của hãng nhá. Đấy, đây là băng keo của Lenovo này, đấy, còn nguyên luôn nhá. Đấy, đây siêu này, Lenovo này còn nguyên nhá, chưa qua sử dụng nhá, máy mới nguyên siêu luôn. Đấy, con này hiện tại ở trên thị trường bán là 15-16 triệu. Đấy, nhưng mà nhà em thì bán rẻ hơn vài triệu so với thị trường nhé. Đấy, ở trên thị trường thì đang bán khoảng 15-16 triệu. Mọi người cứ lên Google, mọi người tra cái mã của nó, ThinkBook nhé. Đấy, model của nó là ThinkBook, đây, ThinkBook này, đấy, ThinkBook 15G5 IZL nhé. Đấy, mọi người cứ tra cái mã này. Ở trên thị trường họ đang bán là 15-16 triệu. Ở nhà em bán có 11 triệu rưỡi thôi, 11 triệu rưỡi nhá. Máy mới nguyên siêu chưa qua sử dụng và bảo hành 12 tháng nhá, bảo hành 12 tháng, nguyên siêu luôn nhé. Đây ở trên này thì nó có in những thông số cơ bản của máy này. Con này nó chạy con chip Core i5 Gen 13 nhá, 1335U, con chip mới nhất bây giờ nhá. Ổ cứng là SD 256GB này, RAM 8GB này, pin của nó là 4 cell này, màn hình rộng 15.6 inch. Đấy, có GPU này và hệ điều hành Windows nhé. Đấy, tên model thì nó ghi đây là ThinkBook này 15G5 IZL nhé. Đó. Đây em sẽ khui siêu một con cho mọi người xem. Đấy. Lâu lắm rồi mới được khui siêu một con laptop. Đó. Đây, vẫn còn nguyên siêu của Lenovo nhé. À. Em sẽ mở cho người xem. À, hãng người đóng rất là cẩn thận luôn. Đấy. Bên này hình như ngăn chứa sạc này. Đấy, đây nó có một cái ngăn nhỏ ở đây. Đấy, ngăn này ngăn chứa sạc này. Đó. Sạc zin này. Đó. Sạc zin theo máy này, Lenovo nhé. Đấy, chân sạc của con này nó là chân tai C này. Đấy, sạc vào chân tai C nhé. Đấy, em để tạm cái sạc này ra ngoài một chút. Đấy, nó chỉ có một ngăn chứa sạc này và một ngăn chứa máy đây. Máy thì họ kẹp vào cái xốp rồi, rất là cẩn thận nhá. Con này máy màu xám, rất là đẹp luôn. Đây là sách hướng dẫn sử dụng này. Đây, máy màu xám này. Đây em sẽ tháo ra cho mọi người xem này. Máy mới nhá, nguyên siêu, chưa qua sử dụng. Bảo hành 12 tháng luôn. À, đẹp chưa? Thiết kế rất đẹp nhá, vỏ nhôm nguyên khối luôn. Sờ mát lạnh. Đấy, Lenovo Lenovo này, đây là cái logo của họ này. Đấy, dòng ThinkBook nhá. Đấy, mặt nhôm này, đấy, mỏng đét luôn, thiết kế này. Có này vỏ nhôm nguyên khối nhá, đấy, mỏng đét luôn. Đấy, chân tai C này nó ở vừa chân kết nối dữ liệu vừa chân sạc này. Đây có một chân tai C này HDMI USB này, chân cắm tai nghe 1.5 này. Đấy, đằng trước thì không có cổng kết nối nào cả. Bên này thì có khe cắm thẻ nhớ này, USB mạng LAN nhá. Đấy, mặt dưới này, nói chung mày máy mới thì chả có gì để chê cả. Đấy, con này thì mọi người mà muốn thêm cấu hình thì em có thể lên cấu hình cho mọi người được. Thực ra con này thì lên cấu hình nó rất là đơn giản thôi. Đấy. Con này thì mọi người thích lên RAM 16 thì em sẽ hỗ trợ lên RAM 16 cho mọi người. Giá thì vẫn 11 triệu rưỡi thôi. Còn mọi người thích zin đét thì cứ như vậy dùng thôi. Còn thực ra lên RAM thì chả có gì cả. Đây là có những cái con ốc này. Đấy thì tháo mấy con ốc này ra thì mình có thể bung cái nắp lưng này ra và RAM của nó là dạng module thôi. Đấy thì em sẽ đảo cái RAM 8 thành RAM 16 được. Thực ra laptop thì nên cấu hình nó rất là đơn giản, nó không như điện thoại. Nếu mọi người mà thích nên cấu hình RAM 16 thì em sẽ hỗ trợ lên RAM 16 cho mọi người. Còn nếu mà mọi người ra dùng không có tác vụ gì, tức là mình dùng mà không sử dụng nhiều ứng dụng ấy, và nhiều tab cùng một lúc thì RAM 8 nó thực ra nó cũng đáp ứng thoải mái mà. Còn mọi người thích mà lên RAM 16 thì em sẽ hỗ trợ lên RAM 16 cho mọi người. Bảo hành thì vẫn như vậy thôi. Thực ra kỹ thuật như em thì các bạn sẽ làm cẩn thận thôi, không có ảnh hưởng gì cả. Đấy, còn đâu thì mọi người thích zin đét thì zin cứ để nguyên như vậy. Đấy, giá thì như nhau cả. Lấy mọi người lên RAM 16 thì em cũng hỗ trợ nên cho mọi người và lấy cũng 11 triệu rưỡi thôi. Và mọi người thích zin như này thì cũng là 11 triệu rưỡi. Đấy. Mọi người lấy thì cứ nhắn qua Zalo số
0344 994 6 giúp em nhé. Ok, cảm ơn mọi người nhé. Chào mọi người.